Vòng xoay ngã 6 biểu tượng những con sư tử ở Sihanoukville, Campuchia. Chào mừng các bạn đến với du lịch khám phá tới đây. Một chiếc xe tút chạy ngang qua màn hình của mình. À, có nhiều tòa nhà cao tầng nhưng mà cũng có nhiều cái trong số đó cũng có những cái tòa nhà chưa xây dựng và xây dựng dở dang, chưa xây dựng xong hẳn các bạn, cho Trung Quốc đầu tư xây dựng dở dang. Các bạn sẽ khám phá tiếp ở trong video nhé các bạn. Cái đoạn này là mình xuống khỏi xe Grab để mình quay trần cảnh cho các bạn thấy. À, mình đang đi gần lấy cái tòa nhà có mấy chú voi này, một chú voi lớn và mấy chú voi nhỏ hai bên. Atlantic Entertainment City, thành phố giải trí Atlantic của tập đoàn Cian Group. Sau khi rời khỏi casino thì mình tiếp tục đi một vòng tiếp nha các bạn. Mình tranh thủ đi tiếp đoạn nữa. Mới vào casino xong các bạn, ở trong đó không cho quay phim nha các bạn. Trong video mình sẽ tiếp tục đi dạo bằng xe Grab. Cái này mình xuống rồi các bạn, đây là một cái đoạn khác mình ghép lại, đoạn mình đi xuống, mình đi bộ mình quay cho nó cận cảnh hơn. Còn cái đoạn những cái đoạn khác thì đôi lúc là kết hợp đi Grab để chúng ta quay. Tranh thủ xuống này mình đi quay thêm một vài đoạn nữa ở thành phố Sihanoukville bằng rồi sau đó mình sẽ tiếp tục hành trình bằng Grab đi về nhà nghỉ, đi về khách sạn chỗ ở nghỉ ngơi, rồi sau đó mình sẽ có những video tiếp theo cho các bạn. Ở đây là thành phố Sihanoukville các bạn. Hồi nãy mình đang ở qua là cái khu ngã 6 rất là nhộn nhịp. Khu đó có sòng bạc, khu công thành phố giải trí Atlantic, ở trong đó là sòng bạc các bạn. Sòng bạc người ta, mình có vào trong đó luôn rồi các bạn, vào luôn rồi nhưng mà người ta chỉ cho vào thôi, không được quay phim nha. Quay phía ngồi trước chỗ và cái tượng của mấy chú sư tử á, xin lỗi mấy chú voi á, mấy chú voi chỗ đó thì vào thì người ta lục soát hành lý của mình, và mình vào thì coi người ta đến casino cá cược bắn cá đủ thứ đó hết, coi và cũng coi thì trong cái thế giới đó thì mình vào mình chơi thì nó ấy thôi, nhưng mà nói chung là mình chỉ tham quan thôi nha các bạn. Còn là những người chơi thì người ta mới có tinh thần ở trong đó thôi, còn mình đứng cơ coi chạp thì cũng chẳng có gì để coi, dùng quanh chạp rồi ra thôi. Quay thì người ta không cho quay đâu nha. Mình nói vậy để các bạn biết là trong đó là casino các bạn, nhưng mà không cho người Campuchia vào nghe, chỉ có người nước ngoài thôi, người nước ngoài được vào. Rồi chúng ta tiếp tục đi dạo thành phố Sihanoukville nhé các bạn. Mấy nhà cao tầng bỏ dở dang, đặc sản đây. Có tòa nhà cao tầng mà bự nữa nè, bự lắm mà xây dựng. Ủa, cái cục sạc dự phòng rồi, ai đang giữ ta? Con có sẵn cái dây trong đây rồi. Đang chỉnh video cái nó hết pin, cái nó mất làm là đi đào mạch. Nhà rất là bự nhưng mà cứ để xây dở dang, cứ để.
đổi con cái nhà kìa. Cái nhà cao chiều nghèo rồi. Ở đây đi Grab vào dạp theo thành phố, trong thành phố Sienopil để về khách sạn. Nhà cao tầng cũng quá trời quá trời. Thôi là Trung Quốc cái đầu tư nhiều. Cận cảnh phía bên bên trái đường, những tòa nhà phía bên trái đường phố. Xài dễ dàng à? Ừ. Đó, mấy Trung Quốc xài á. Sản phẩm của Trung Quốc á. Có kìa. Đó, mấy tòa nhà dễ dàng. Rất là nhiều. Cứ xây dở nhau xong rồi để nha. Phố này cũng sầm uất hả ha? Lớn mà, phố là lớn mà. Phố trực thuộc trung ương của Campuchia mà. Ừ, ghê. Lớn thì. Hai thành phố Long Bang này. Đầu tàu kinh tế cũng là đầu tàu kinh tế của Campuchia chứ. Ý nghĩa kinh tế quan trọng quá. Đây, mình ra đại lộ chính này. Một trong những đại lộ chính của Sienop. Và trước đã thực hiện rồi mà. Đẹp à? Đẹp. Nói cái này đầu tư chắc Trung Quốc không? Có cái tòa nhà kia cũng vậy rồi. Rồi có cái đại lộ chính này. Đây mình đi đến khách sạn, ô trợ lại những cái tòa nhà để dở dàng. Ở đây có coi thế. Có coi thế. Cái gì? À, tầm quá trời. Mấy cái tòa nhà đó họ để vậy luôn hả ta? Nó rêu phong luôn. Nó cũ quá. Thành phố này cũng đẹp thiệt. À, cái tòa nhà Trung Quốc bên phải này đang để nè. Rất là nhiều. Để nè. Rất là nhiều luôn á. Trung Quốc không á. Trung Quốc sao nhỉ? Thì trùng không khắp nơi luôn. Đúng là kiểu thuộc địa hiện đại. Mới. Ông tài xế như kiểu đi chậm chậm để mình quay sao. Mình bắt Grab từ ga Sienop từ ga Sienop kia về chỗ nghỉ mà chỉ có 3 đô thôi. À đâu đi mấy cây số á?
3 đô mà đi lòng vòng ở trong thì nó tốt thì nó gây mắc hơn. Ồ, đây có một căn nhà nữa, tòa nhà nữa để trống nữa. Đen thui. Đó, để trống nè, để trống quá trời nè. Đen thui, đen thủi. Còn thô sẽ thô để. Đó bên kia thì đây là đặc sản của Sihanouk. Như tiếng đồi nào cũng có nhà Trung Quốc để lại đó. Đây là của Trung Quốc để lại. Sao nó xây xong mà cứ để vậy đó? Dở dang vậy. Nói chung là danh nghĩa thì vẫn chưa hoàn thiện. Vậy thôi. Đó. Về luôn, không quay lại Sihanouk nữa. À, để lại cái mấy cái xác nhà này. À, họ dịch cái, họ xây cái. Họ hết vốn luôn. Hết vốn như vậy á. Họ cũng không còn. Họ đang đầu tư. Bị thánh kiệt xong họ về Trung Quốc luôn. À, đang đầu tư dở dang cái là hết dịch cái họ về luôn. Cái vòng xoay rất là nổi tiếng của Sihanouk này, vòng xoay sư tử. Rồi, hàng Việt có mấy cái trụ sở dở dang nữa kìa. Họ xây xong rồi cái họ đi về nước cái họ để lại cái biểu tượng hai con sư tử. À, đây, nhà này rất cao luôn á mà bỏ trước mặt này. Có dịch đúng không? Dịch sao mà cái đi luôn cái nó không quay lại, một số rất ít quay lại, quá trời luôn kìa. Quá trời luôn, toàn là mặt tiền đường có đài lớn đó. 3 4 cái sái luôn kìa đó. Ừ. Mặt tiền đường đại lộ lớn. Đây xác nhà. Một góc là góc nào cũng có xác. À, hai con sư tử, tượng đài hai sư tử nổi tiếng, đó mình ở ngay đây luôn. Mình sàn mình ở đây, một trung tâm. Đây, tượng đài hai sư tử. Ngay tượng đài sư tử. Phát triển á. Trời mấy tòa nhà uống ghê không kìa. Rêu phong luôn, sản phẩm của Trung Quốc để lại. Nó đầu tư dở dang xong rồi để vậy, ủa quá ha. Tôi chắc về cái nghĩa thì nó vẫn còn dở dang thì nó chứ sao, giống như mình có nhiều cái nhà con xe lại con riêng có khuôn mình ở. Ủa sao vậy, ở ngồi cái nhị biển đúng không? Biển đúng rồi, biển. À, view ra biển luôn. Yeah. Đây đúng rồi. Đây đến chỗ mình ở rồi. Ở cái khu Invito rồi đây. Khách sạn Invito rồi. À, mình đến nơi rồi. À, mình ở khách sạn Invito này. Invito này. Nhà các bạn. À. À.